Sinh năm 1945 tại San Francisco, California. Năm 1967, ông nhận được bằng bác sĩ ngành hóa học ở Regis College, Denver, Colorado. Và ông cũng từng phục vụ trong binh chủng thủy quân lục chiến ở Việt Nam. Ông chính là giáo sư tiến sĩ Richard Love, là người sáng chế ra loại thuốc có tên Bibilivirapens với thành phần chính là humic acid, có tác dụng phòng chống và ngăn ngừa các loại bệnh nguy hiểm do virus gây ra như viêm gan, cảm cúm và kể cả Ebola. Bibilivirapens hiện đang được bán độc quyền tại Vietshopping TV với giá 49 Mỹ Kim một chai. Chúng tôi đang có chương trình tiết kiệm đặc biệt cùng với Virapens, mua 4 tặng 1. Hãy gọi ngay cho chúng tôi 1-888-504-0888, 1-888-504-0888 hoặc ghé thăm website vietshoppingtv.com để biết thêm chi tiết. Be Believe Virapens, friend to defend.